Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 30 tháng 5 năm 2021 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thêm 2 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh, thị xã Mỹ Hào kết thúc phong tỏa một số khu dân cư. Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền huyện Văn Lâm, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã có biện pháp cụ thể để ứng phó với dịch COVID-19. Câu chuyện cảm động về các y bác sĩ vượt qua khó khăn để lấy mẫu xét nghiệm tìm bệnh nhân mắc COVID-19. Kim Động giải tỏa 40 trường hợp vi phạm công trình thủy lợi. Tác hại của hút thuốc lá thụ động. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua thị xã Mỹ Hào công bố kết thúc phong tỏa thêm 2 khu dân cư ở xã Cẩm Xá và phường Phùng Chí Kiên. Như vậy, đến thời điểm này, thị xã còn 3 khu dân cư vẫn đang thực hiện phong tỏa. Đó là khu dân cư ở thôn Tiên Xá 1, xã Cẩm Xá và tổ dân phố Nghĩa Lộ, phường Phùng Chí Kiên. Trước đó, 5 khu dân cư khác ở huyện Khoai Châu và thị xã Mỹ Hào đã được kết thúc phong tỏa. Như vậy, đến nay toàn tỉnh chỉ còn 3 khu dân cư ở thị xã Mỹ Hào là tổ dân phố Đào Du, phường Phùng Chí Kiên, tổ dân phố Lường, phường Bạch Sam và tổ dân phố Nguyễn Xá, phường Nhân Hòa còn phải thực hiện phong tỏa để phòng chống dịch COVID-19. Trên địa bàn tỉnh vừa có thêm 2 bệnh nhân COVID-19 là 2 vợ chồng ở xã Đông Ninh, huyện Khoai Châu được công bố khỏi bệnh, xuất viện về nơi cư trú, cách ly theo quy định. Đặc biệt, cặp vợ chồng này đã sinh con ngay trong thời gian điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Người chồng là bệnh nhân 3.123, người vợ là bệnh nhân 3.678, cùng ghi nhận ca bệnh ngày 12 tháng 5. Khi đó, người vợ đang mang thai 38 tuần tuổi. Ngày 17 tháng 5, bệnh nhân 3.678 được phẫu thuật lấy thai thành công. Đến nay, cả gia đình đều có kết quả xét nghiệm âm tính, được xuất viện về nhà tiếp tục cách ly 14 ngày. Như vậy, đến nay tỉnh Hưng Yên đã có 9 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, còn 28 bệnh nhân đang tiếp tục điều trị. Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc ngày 29 tháng 5, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh chiến lược phòng chống dịch COVID-19 hiện nay là thực hiện thông điệp 5K cộng với vaccine và công nghệ. Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch đang được đẩy mạnh. Đến nay, toàn tỉnh có gần 300.000 điện thoại cài đặt ứng dụng Bluezone, chiếm trên 32% lượng người sử dụng điện thoại thông minh. Đã có trên 320.000 lượt khai báo y tế điện tử. Nhiều cơ quan đơn vị doanh nghiệp đã triển khai hệ thống khai báo y tế qua mã QR code. Trên hệ thống bản đồ an toàn COVID-19, ở địa chỉ antoancovid.vn có gần 1.200 cơ sở ở Hưng Yên đăng ký, trong đó có 830 cơ sở đánh giá an toàn. Tỉnh Hưng Yên cũng vừa triển khai việc đánh giá an toàn đối với doanh nghiệp trên hệ thống hungyen.atalinh.com. Đến nay, tại các khu công nghiệp đã có 528 doanh nghiệp đăng ký, 72 doanh nghiệp đã đánh giá. Ngoài khu công nghiệp, có 1.079 doanh nghiệp đăng ký. Tại công điện số 1093, ngày 28 tháng 5, tỉnh Hưng Yên yêu cầu các cơ quan đơn vị doanh nghiệp triển khai ngay việc khai báo y tế qua các ứng dụng nCoV, Bluezone, tờ khai y tế.vn, QR code. Các doanh nghiệp phải tự đánh giá cập nhật mức độ an toàn lên trang antoancovid.vn trước ngày 2 tháng 6. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các xã thị trấn của huyện Yên Mỹ tích cực chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống, không để dịch bệnh lây lan. Trong đợt dịch thứ tư, huyện Yên Mỹ chưa ghi nhận ca bệnh COVID-19. Dù vậy, ngành y tế và các địa phương đã chủ động theo dõi tình hình dịch bệnh trên cả nước, kịp thời truy vết, khoanh vùng các trường hợp có liên quan. Hiện tại, toàn huyện truy vết 2 trường hợp F1 liên quan đến ca bệnh tại các địa phương khác. Với F1 tại xã Yên Hòa là thành viên tổ bầu cử thôn Khóa Nhu 2 đã truy vết được 44 F2. Hiện tại, các trường hợp liên quan đều được cách ly theo quy định. Các địa phương tiếp tục cập nhật thông tin, tuyên truyền để người dân tới khai báo y tế và tiến hành các bước phòng dịch theo quy định, đặc biệt tại các địa điểm đông người như doanh nghiệp, chợ. Trong công tác phòng chống dịch tại các doanh nghiệp hiện nay, bên cạnh sự chủ động của các doanh nghiệp còn có sự vào cuộc tích cực của các cấp chính quyền, ban chỉ đạo phòng chống dịch cấp cơ sở. Tất cả vì mục tiêu đảm bảo an toàn cho cộng đồng và sức khỏe của doanh nghiệp, ghi nhận của các phóng viên thời sự tại huyện Văn Lâm. Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Quang Nam đang có 135 lao động làm việc hàng ngày. Bên cạnh việc thực hiện nghiêm thông điệp 5K, công ty thành lập tổ phòng chống dịch gồm 9 thành viên, chuẩn bị 2 phòng cách ly y tế và xây dựng 2 kịch bản ứng phó với tình huống dịch COVID-19.
triển khai thực hiện hai phương án giả định. Một là cái người lao động mình phát hiện là bị ho sốt trên 37 độ, và trường hợp thứ hai là có ca F0 trong công ty. Yêu cầu là tất cả người lao động là mỗi người phải là đọc để hiểu và cùng triển khai, tại vì chúng ta sẽ không bị bỡ ngỡ trong lúc mà chúng ta mắc phải những trường hợp như thế. Công ty còn có văn bản đề nghị phối hợp phòng chống dịch với các đối tác, thậm chí công ty còn ban hành văn bản nội bộ về xử phạt các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch. Hôm vừa rồi cũng có cái trường hợp là bảo là không cần đo thân nhiệt, nhưng mà công ty đã lập biên bản xử phạt 200.000 mà sung vào quỹ công đoàn. Công ty trách nhiệm hữu hạn Vina Compound Hưng Yên đang có 170 lao động làm việc. Để đề phòng có trường hợp nghi nhiễm COVID-19, công ty mua sẵn một số kit test nhanh COVID-19 với giá hơn 600.000 đồng một bộ. Trên cái khu vực địa bàn thì chúng tôi thường xuyên nghe ngóng, nắm bắt tình hình rất nhanh để chúng tôi có những cái khắc phục. Để các trường hợp mà nằm trong vùng dịch hoặc là đi qua vùng dịch thì chúng tôi sẽ cho nghỉ và hưởng lương. Bên cạnh sự chủ động của các doanh nghiệp, chính quyền cơ sở các cấp ở huyện Văn Lâm cũng đang quyết liệt vào cuộc để kiểm tra đôn đốc hướng dẫn các doanh nghiệp công nhân ở trọ trên địa bàn thực hiện nghiêm những quy định về phòng chống dịch. Xã thì cũng đã yêu cầu các doanh nghiệp là cái thứ nhất là sẽ phải thành lập các tổ phòng chống dịch. Cái thứ hai là lập danh sách được tất cả công nhân nằm trong công ty và ghi rõ năm sinh, số điện thoại, địa chỉ. Nếu như trọ thì trọ ở đâu, trọ nhà ai. Thế khi mà tình huống xảy ra thì có thể là ban chỉ đạo của xã cũng như là công ty sẽ có thể là truy vết một thời gian ngắn nhất. Qua kiểm tra của ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp huyện Văn Lâm, cơ bản các doanh nghiệp đã nâng cao ý thức và có biện pháp cụ thể để ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, bởi vì đây là vấn đề sống còn đối với mỗi doanh nghiệp. Tuy nhiên, qua ghi nhận còn không ít doanh nghiệp vẫn chưa thành lập tổ phòng chống dịch, chưa có kịch bản cụ thể ứng phó với các tình huống dịch, chưa có sự quản lý sát sao đối với công nhân, nhất là công nhân ở trọ. Thưa quý vị và các bạn, khi dịch đến, người khác đi ra thì những chiến sĩ áo trắng lại lao vào. Trời nóng như đổ lửa, có lúc cái nắng lên đến 37-38 độ C. Không quạt, không điều hòa, khoác trên mình bộ đồ bảo hộ không khác nào như ở phòng xông hơi. Đó là công việc của những người lấy mẫu xét nghiệm, những người vượt khó để tìm COVID-19. Chị Vũ Thị Hương đã có 22 năm làm việc tại khoa xét nghiệm Trung tâm Y tế Khói Châu. Nhưng chưa bao giờ công việc của chị lại vất vả như bây giờ. Cả tháng nay, chị không được gặp chồng và các con. Đợt dịch vừa rồi thì tôi lấy mẫu rất là nhiều. Có những thời gian mà đỉnh điểm lấy dịch là 1.500-1.600 trong một ngày. Có những ngày có khi 12-13 tiếng thì lấy cả ngày lẫn tối, lẫn đêm cũng vẫn phải lấy. Chỉ cứ ở cơ quan xong lại đi làm, xong về cơ quan ăn uống xong lại đi làm tiếp. Chứ không có thời gian về gia đình. Ăn tranh thủ, ngủ cũng tranh thủ. Có những lúc mà vừa ăn vừa làm việc. Hai vợ chồng cùng làm công tác xét nghiệm, con còn nhỏ, mẹ liên tục phải làm việc xuyên đêm ở cơ quan không về, bố đi trực phải mang theo cả hai con. Đó là hoàn cảnh của gia đình chị Đào Thị Lý ở khoa xét nghiệm, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hưng Yên. Quê chồng ở xa, anh chị hứa với mẹ Tết sẽ cho các cháu về thăm bà. Nhưng Tết đã qua, những ngày nghỉ lễ như Giỗ Tổ Hùng Vương hay ngày Giải phóng miền Nam và ngày Quốc tế lao động cũng lần lượt qua đi mà mong ước nhỏ nhoi ấy vẫn chưa thể thực hiện. Những vất vả thiếu thốn với riêng bản thân thì những người làm công tác xét nghiệm như chị Lý có thể cố gắng vượt qua. Nhưng những lo lắng về người thân, đặc biệt là về các con thì vẫn luôn thường trực. Có một trường hợp là cũng hơi đáng tiếc, đấy là cái chị cùng khoa có thằng con năm nay là học lớp 1, thế là chắc là ở nhà đói quá thì là chị lúc đấy đang học online thì em đi cắm nước. Thế là nó bị bỏng. Đợt dịch lần thứ tư này, virus corona biến chủng từ Ấn Độ có sức lây lan nhanh hơn, khả năng tấn công người bệnh mạnh hơn, nên việc phát hiện những ca dương tính là vô cùng quan trọng. Truy vết thần tốc có ý nghĩa quyết định trong việc khống chế dịch bệnh. Vì vậy, những chiến sĩ áo trắng luôn thường trực lao vào vùng dịch mà không quản ngày hay đêm. Bản thân các anh chị luôn sẵn sàng tâm lý có thể bị lây nhiễm bất kể khi nào. Mấy chị em cứ trêu nhau bảo nếu mà có trường hợp là một người dương tính là tất cả khoa sẽ phải đi cách ly rồi. Nên là cứ mấy ngày thì chị em lại tự lấy mẫu cho nhau xong là tự làm xét nghiệm COVID. Biết là nguy hiểm, biết là phải lao vào tâm dịch, nhưng những chiến sĩ áo trắng ấy vẫn không hề ngần ngại. Công việc dù khó khăn, dù vất vả thì họ vẫn luôn nêu cao tinh thần, lương y như tử mẫu, vẫn luôn hết lòng vì người bệnh.
các bác sĩ đi vào trong vùng dịch như thế này cũng là một sự nguy hiểm, nhưng các y bác sĩ với trách nhiệm của mình vất vả như này trong thời tiết nắng nực, đặc biệt là cái thời gian qua nắng cực kỳ nắng, nhưng các y bác sĩ có trách nhiệm rất cao đối với phong trào chống dịch. Sự vất vả của đội ngũ y tế là hàng ngày, hàng giờ, hàng đêm trực 24/24, mà thậm chí là ăn cũng đứng. Đội ngũ này cực kỳ vất vả. Thay mặt cho đảng, lãnh đạo, chính quyền và nhân dân địa phương, xin gửi lời cảm ơn toàn thể cái đội ngũ y bác sĩ, những người trực tiếp đã cùng vào cuộc với đảng, chính quyền và nhân dân xã Hồng Đinh. Bao nhiêu giọt mồ hôi đã rơi, bao nhiêu nhọc nhằn cứ trôi theo mỗi ngày, những giấc ngủ tạm bợ, những bữa ăn qua loa đều đã trở nên quen thuộc. Với nhiều y bác sĩ, họ đã quên mất khái niệm mùa đông hay mùa hè. Với họ, thời gian giờ được định nghĩa là mùa dịch và mùa bình yên. Mong những bình yên sớm quay trở về. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Nhằm tuyển chọn một số giống cây trồng thảo dược có giá trị dinh dưỡng và hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với điều kiện canh tác của tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng mô hình canh tác sản xuất giống lúa, lạc và đậu tương mới trên địa bàn các huyện Kim Động, Phù Cừ và Ân Thi để hoàn thiện và xây dựng được quy trình canh tác nhân ra diện rộng. Đây là đề tài nghiên cứu tuyển chọn và phát triển một số giống cây trồng thảo dược, trong đó gồm giống lúa cẩm, lạc đen và đậu tương đen theo chuỗi giá trị có hiệu quả cao trên địa bàn tỉnh ta. Các loại giống cây thảo dược này có hàm lượng dinh dưỡng cao hơn so với các loại thông thường, giàu vi chất, vi lượng và các khoáng chất có lợi cho sức khỏe của con người, có thể dùng chế biến thực phẩm hàng ngày cũng như bào chế thuốc hỗ trợ các bệnh về tim mạch, tiểu đường, ngăn ngừa ung thư. Qua kiểm tra thực tế, các giống này thích ứng phát triển tốt trên đồng đất của Hưng Yên, dự kiến sản lượng thu hoạch đạt yêu cầu đề ra. Việc phát triển và tuyển chọn các giống cây thảo dược mới này sẽ tạo thêm hướng đi mới cho ngành nông nghiệp của tỉnh, tạo đà cho việc phát triển các chuỗi sản phẩm có hiệu quả kinh tế cao. Dự kiến sau 3 năm thực hiện đề án sẽ xây dựng được 1 đến 2 giống lúa cẩm, 1 giống lạc đen, 1 giống đậu tương đen và một mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến khâu tiêu thụ có hiệu quả kinh tế cao. Mặc dù bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 nhưng từ đầu năm đến nay, Hợp tác xã xuất khẩu Mây Tre xã Liên Khê huyện Khoai Châu đã sản xuất hàng nghìn sản phẩm thủ công mây tre mỹ nghệ sang thị trường Nhật Bản. Nghề mây tre đan của Hợp tác xã Mây Tre Đan xuất khẩu xã Liên Khê đã trở thành một thương hiệu. Hợp tác xã đã liên tục đầu tư đa dạng mẫu mã sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường. Bên cạnh các mặt hàng truyền thống, Hợp tác xã chủ động nghiên cứu, thiết kế thêm nhiều mẫu mới đa dạng về chủng loại mẫu mã. Đến nay, Hợp tác xã đã có gần 1.000 mặt hàng. Mỗi mặt hàng lại có nhiều mẫu mã khác nhau như giỏ, hộp đựng đồ, khay, hòm, làn, ủ ấm, bát, xô. Mỗi sản phẩm có giá dao động từ 30.000 đến 280.000 đồng một sản phẩm. Hiện nay mỗi tháng, Hợp tác xã ký kết được 3 đến 4 đơn hàng, xuất bán khoảng 3.000 sản phẩm các loại vào thị trường Nhật Bản, đem lại doanh thu từ 250 đến 300 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hợp tác xã đã tạo việc làm cho hơn 200 lao động địa phương, thu nhập bình quân của người lao động khoảng từ 3 đến 4 triệu đồng một tháng. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú khác. Từ đầu năm đến nay, Sĩ nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện Kim Động phối hợp với các địa phương thực hiện giải tỏa 40 trường hợp vi phạm công trình thủy lợi trên địa bàn. Các công trình vi phạm được giải tỏa chủ yếu là xây dựng công trình kiên cố, tường bao lấn chiếm trên dòng chảy lòng kênh, tự ý cây đới xây chuồng trại ngăn cản, ách tắc dòng chảy, tập trung ở xã Toàn Thắng. Chủ yếu các vi phạm đã tồn tại lâu năm, xây dựng vào thời điểm trước năm 2015. Hiện nay huyện Kim Động vẫn còn trên 800 trường hợp vi phạm. Trước thời điểm mùa mưa bão đang đến gần, huyện và các địa phương tiếp tục có kế hoạch và biện pháp cụ thể xử lý các điểm vi phạm, đồng thời chủ động đầu tư nâng cấp các trạm bơm, nâng cao năng lực chống úng hạn, phục vụ sản xuất nông nghiệp tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, do chính quyền buông lỏng quản lý, một hộ dân ở thôn Hạ Cát, xã Tông Phan, huyện Phù Cừ đã ngang nhiên san lấp hơn 2.000 m2 ao để chuyển đổi mục đích sử dụng khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Điều đang nói, vị trí này nằm ngay gần trụ sở làm việc của Ủy ban Nhân dân xã Tống Phan. Tuy nhiên, vi phạm đã không được xử lý quyết liệt, dẫn đến những bức xúc trong nhân dân.
Nhiều tháng nay, gia đình ông Vân, bà Ngọc, trú tại thôn Hạ Cát luôn sống trong cảnh đơm nớp lo sợ mỗi khi trời đổ mưa. Bởi lẽ trước đây, khi ao trâu của xóm 1, xóm 2 chưa bị lấp thì toàn bộ nước sinh hoạt của các gia đình còn có chỗ thoát. Nhưng kể từ tháng 2 năm 2021 đến nay, khi toàn bộ diện tích ao trâu bị lấp thì cứ mỗi lần trời mưa, thì sân của gia đình luôn bị ứ đọng nước. Trước mắt là cái đời sống của chúng tôi là xáo trộn. Cái thứ nhất là nước sinh hoạt thải đi, ngập cả sân này. Hai ngày bơm nước ra rồi cũng rãnh, không tiêu đâu được. Đó đây nhà mình thấp là nó phải dành như hết thôi. Trận mưa vừa rồi nó mướt đột, nói thiệt thôi. Nhưng mà nó ngập lên này thì tôi không biết làm nào mà cây cối thì có khả năng là chết. Trước phản ánh của người dân, nhóm phóng viên đã có buổi làm việc với lãnh đạo xã Tống Phan được biết, tại thửa số 26 tờ 29 bản đồ năm 1999, ao trâu có tổng diện tích gần 2.800 m². Nguồn gốc ao này thuộc quyền sử dụng của ông Bùi Văn Nuôi, hay còn gọi là ông Long, cùng chú tại thôn Hạ Cát. Năm 1995, ông Nuôi được Ủy ban Nhân dân xã Tống Phan giao thầu dài hạn với diện tích được giao là trên 2.000 m², với số tiền 5 triệu đồng và có hóa đơn thu tiền một lần của Ủy ban Nhân dân xã thời điểm đó với mục đích là nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, thời gian gần đây, ông Nuôi đã tự ý chuyển nhượng toàn bộ diện tích ao trâu cho gia đình ông Nguyễn Văn Phấn, người cùng thôn. Vào tháng 2 năm 2021, gia đình ông Phấn đã san lấp toàn bộ diện tích ao trâu nhằm chuyển đổi sang mục đích khác khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sẽ không có gì để nói nếu Ủy ban Nhân dân xã Tống Phan quyết liệt vào cuộc ngăn chặn kịp thời. Biên bản vi phạm được lập ngày 24 tháng 2 thì chỉ sau đó 10 ngày thì toàn bộ diện tích ao đã được lấp đầy như thế này. Cái ao này về mùa hè cho các cháu nó tắm bơi, về hàng bao nhiêu mẫu lúa này nước để cho người ta tiêu chảy trong lúc khô hạn. Đề nghị cấp trên là giải quyết xem thế nào để lấy lại cái công bằng. Mục đích nấp ao của ông là ông nấp ao là ông bán làm nhà. Đấy, ông đã phân đô ông bán chín suất rồi. Mà chúng tôi có bằng chứng cả nó ai. Chỉ mua cái 15 mét rồi mà trên dưới 2 tỷ chỗ đấy. Bây giờ chỉ nói với em là chị là có giấy tờ đàng hoàng, khổ loa đàng hoàng 1 tỷ một loại chị mới bán. Vì là ao cái này nữa là ao người ta được quyền sử dụng xây nhà to, được quyền bán, được quyền cấp sổ đỏ. Nghĩa là sao mà hồ sơ chỉ nắm trong tay, dấu đỏ đàng hoàng. Sau cái hội nghị làm việc với dân, Ủy ban xã đã mời ông Phấn lên phải thực hiện theo những cái gì mà người dân yêu cầu. Thì ông Phấn đã có cam kết để thực hiện. Thế thì cái việc này thì đến giờ phút này đến Ủy ban xã chưa có biện pháp giải pháp nào. Một hộ làm được thì các hộ khác cũng sẽ làm được. Ngay sau khi ông Phấn tự ý san lấp ao trâu thì vào thời điểm đó cũng có một hộ dân đã tự ý hút cát để san lấp ao đình. Rất may sự việc được người dân phát hiện và báo cáo Ủy ban Nhân dân xã kịp thời. Nếu không thì giờ đây cảnh quan của thôn xóm, cảnh quan nơi thờ tự của thôn Hạ Cát cũng đã bị lấp đầy. Bà con người ta có ý kiến thì lãnh đạo thì cũng cho dừng cái ao này, còn các ao khác người ta vẫn lấp. Nếu như không có ý kiến thì bây giờ thì coi như là bằng rồi, thì chỗ này nó xong hết rồi, ao kia xong rồi thì ao này xong rồi, mà nhiều ao xong rồi. Việc hàng nghìn mét vuông ao bị phù phép biến mất tại thôn Hạ Cát, xã Tống Phan đã khiến cho nhiều người dân trên địa bàn bất bình, đề nghị các cơ quan chức năng sớm vào cuộc và có biện pháp xử lý nghiêm cá nhân có sai phạm, đồng thời hơn nữa tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đã cảnh báo nhiều lần về tác hại của thuốc lá, song có một thực tế đáng buồn khi còn một bộ phận không nhỏ người dân trong tỉnh vẫn sử dụng thuốc lá. Điều đó không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe của chính mình mà còn tăng nguy cơ mắc một số loại ung thư, nhiễm trùng đường hô hấp, các bệnh về tim mạch cho những người xung quanh thường xuyên hít phải khói thuốc lá, hay một cách gọi khác là những người hút thuốc lá thụ động. Phóng sự thực hiện hưởng ứng nhân ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 và tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25 đến 31 tháng 5. Ông Nguyễn Quốc Chí, thôn Nhân Lý, xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi đã từng là một người nghiện hút thuốc lá, hơn 40 năm sử dụng thuốc lá thường xuyên, tưởng chừng việc từ bỏ sở thích này là không thể. Song nhận thức thấy sức khỏe của bản thân ngày một yếu đi, việc hút thuốc ảnh hưởng tới vợ con và các cháu, nên ông Chí quyết tâm cai bằng được.
Ngày xưa thì các cháu về chơi thì nói chung là thấy ông hút thuốc thì nó cũng không gần mấy đâu. Từ khi bỏ thuốc, tình cảm ông cháu gần gũi hơn, bởi vì mình hút thì trẻ nó sợ, nó ho. Trên thực tế không phải ai cũng có quyết tâm như ông Chí. Nhiều người dù biết hút thuốc lá là độc hại, song tự viện có đủ mọi lý do sử dụng mọi lúc, mọi nơi, kể cả tại địa điểm đã có quy định cấm hút thuốc lá. Các nghiên cứu của ngành y chỉ ra rằng khói thuốc lá có chứa trên 7.000 hóa chất, trong đó có hơn 200 loại có hại cho sức khỏe, đặc biệt có hơn 70 chất gây ung thư. Khói thuốc lá có thể tồn tại rất lâu trong không khí. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, viết tắt là WHO, thuốc lá là nguyên nhân gây ra 8 triệu người tử vong mỗi năm, trong đó hơn 1 triệu người tử vong vì các bệnh do hút thuốc lá thụ động. WHO cũng thông tin thêm hút thuốc lá cũng như hút thuốc lá thụ động làm tăng nguy cơ mắc và trầm trọng hơn các bệnh nền, khiến người nhiễm nCoV có nguy cơ tử vong cao hơn. Mỗi gia đình cũng đều có các cháu nhỏ, và cái môi trường mà tiếp xúc nhiều với thuốc lá thì sẽ gây ra các tình trạng cho các cháu, ví dụ như là viêm tai giữa và viêm đường hô hấp, hen suyễn, nặng hơn có thể là nhiễm trùng đường hô hấp, rất nhiều các bệnh như khác kèm theo. Phụ nữ mang thai thì sẽ gây ra cái tình trạng như là sinh non, băng huyết sau sinh. Đối với cả những người già trung tuổi, tình trạng mà hút thuốc lá thụ động thì sẽ gây ra bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, viêm phổi hay hen phế quản, suy giảm miễn dịch và hay bị các bệnh lý như là suy tim. Ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 năm nay có chủ đề cam kết bỏ thuốc lá. Đây là một trong những điều kiện tốt nhất mà mọi người có thể làm cho sức khỏe của chính mình và người thân, đặc biệt trong thời điểm đại dịch như hiện nay.